Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Tùng Japan. Trong buổi tối ngày hôm nay thì em có tiếp tục về thêm được hai bộ sản phẩm mới. Có một cặp bow 301 AV monitor màu đỏ phía bên đây. Đó, cái căng đỏ thì em đã khui ra rồi. Trong lúc mà em đang chuẩn bị khui tiếp cái sản phẩm thứ hai của mình thì em lại quyết định là thực hiện cái video này để truyền đạt tới các bác là cái sản phẩm nó về như thế nào thì em sẽ báo rõ tình trạng với các bác nó là như vậy đó. Xong rồi các bác nào có ok thì em sẽ chuyển về Việt Nam cho các bác. Thì em mới mở được một chiếc bên trái phía trên thôi, còn chiếc bên phải là em vẫn chưa mở xong. Cặp loa phía trước mà vẫn còn trong thùng kia là cặp loa Pioneer CSA99. Thì với tình trạng là đã bị hỏng gân, mục gân. Đó, em cứ nói. Và sau đây thì xin mời quý vị các bạn tiếp tục cùng với em khui thùng lốp cặp loa này, xem tình trạng của nó như thế nào các bác nhá. Điều kiện ban ngày em phải đi làm việc ở tại công ty, chỉ có buổi tối về mới bắt đầu khui thùng giới thiệu tiếp các sản phẩm mới được. Và hàng thì thường là cũng sẽ về vào buổi tối đó, nên ban ngày đi làm nên mình sẽ đặt lịch hẹn với bên bưu điện buổi tối mới giao hàng đến nhà cho em. Và đây là một chiếc đấy ạ. Để cho cục cắt tông này sang một bên, mình sẽ khui nốt chiếc còn lại. Xong đấy thì mình sẽ tháo cái lớp bọc này ra. Bình thường như hôm nay này em đi làm về cũng khá là mệt đấy, ngày thứ hai là ngày đầu tuần đi làm, thì sau hai ngày thứ bảy chủ nhật là mình mới nghỉ. Em đi làm trở lại ngày đầu tiên bao giờ cũng sẽ rất là mệt mỏi, cảm thấy người đâu để ngoài, và vẫn cố gắng là làm cái video khui thùng này để đưa tới cho các bác, chia sẻ với tất cả các bác chơi audio. Bây giờ thì ở bên Nhật cũng rất là khuya rồi các bạn, đã hơn 11 giờ đêm kìa.
cuốn như này thì không biết là cứ để như này mà gửi về Việt Nam thì liệu có hỏng không các bác nhỉ? Nghĩ là khá là hỏng ấy. Nếu như ở Việt Nam mình mà gửi thì em sợ là hỏng ấy. Một phong quật, thấy xem có những clip mà phong quật thấy sợ luôn đấy ạ. Hôm nay ở trên bài viết thì không nhắc tới vấn đề gì nữa, xảy ra tranh cãi thì không thích thôi, bỏ qua, tập trung tiếp vào cái sản phẩm ngày hôm nay ạ. Chiếc loa của chúng ta đang gần cột điện cho ống kính rồi ạ. Cái gân màu bát ấy thì lâu ngày rồi thì có mục như là một chuyện hết sức bình thường thôi. Mình thay nó đi cũng được, không ảnh hưởng gì đến chất âm các bác nhá. Và cái dòng này, cái con mà còn được nguyên zin gân thì rất là ít. Cái dòng này nó cũng sản xuất cũng khá là lâu rồi các bạn. Đa phần mà hàng khi mà về tới Việt Nam á thì ở quán ở shop họ cũng đều đã thay gần hết rồi. Về 9 con thì về 10 con thì chắc là 9 con phải thay gần đấy các bạn. Với cái dòng này nó con nào mà còn gần thì rất ít. Ngoài cái yếu tố là bị mục gân ra thì bên ngoài hình thức thùng quách rất đẹp, bóng sáng. Một lát nữa em sẽ đưa máy quay lại gần để các bác cùng chiêm ngưỡng.
Bước chiếc thứ hai là rồi. Bây giờ sẽ đưa máy quay đến gần để các bác cùng quan sát. Đây các bác nha. Tình trạng về thùng lao vẫn rất là đẹp. Đó. Đây là e-căng của nó này. Đấy. E-căng phía mặt trong này. Đó. Không bị rách ở đâu hết, cũng không bị gãy ạ. Không bằng nhựa. Đó. Chỉ có bụi bẩn này các bác nhé. Cái càng không bị rách, không bị gãy. Đây là cái mặt trước. Phía mặt trước của nó đây. Không bị rách hay là bị gãy ở bất kỳ một cái vị trí nào cả. Nhìn nó rất là đẹp. Nó chỉ bẩn thôi, cái này dập đi thì sạch sẽ lại, tươm tất ngay ạ. Và tiếp theo là đến cặp loa của chúng ta. Đây là cặp cái chiếc bên trái này, model CS A99. Thì loa này là một loa có 3 đường tiếng. Đấy, trên này có một chấp kèn này, một cái chung bằng giấy có bát. Bát này là bát đây là con này là bát 40 các bác nha. Đó. Đây bên này là cũng bị mục này. Cái gân này nó mục hết rồi. Thì thay đi là được các bác nha. Đó. Đây là phía mặt trước của chiếc bên phải. Sẽ tắt quảng cáo đi một chút ạ. Đây là phía cạnh sườn này. Đó. Phía đằng sau. Đây là phía đằng sau của chiếc bên phải. Chiếc này có cái mã model là BD30713 6 ohm. Trợ kháng của con này là 6 ohm ạ. Em đang nghe nhạc bằng Bluetooth qua chiếc điện thoại nữa. Và một chiếc điện thoại đấy thì các bác khách thì nhắn tin liên tục. Đây là thỉnh thoảng có tin nhắn. Các bác thông cảm. Đây. Đây là cái cạnh bên này của chiếc bên phải. Và đây là chiếc bên trái. Đó, xung quanh rất là đẹp. Cái này chỉ cần vệ sinh cho thùng sạch sẽ đi là có thể gọi như là đẹp tuyển chọn rồi các bạn. Đây là bẩn này, đất bẩn này. Đó. Ở đây nó hơi bị bay một tí. Đây. Chắc mình lấy keo dí nó lại. Đó các bạn nhá, bên này nè, đẹp này. Keo này thì đẹp, tuyệt vời. Đó. Ngày mai em có thời gian thì em sẽ đi mua gân về thay vào. Sau đó em sẽ lại test lên để cho các bác cùng xem. Và chúng ta lại có một tuyệt phẩm mới nữa. Đó, bốt e căng đỏ 301 AV monitor. Đây là e căng của nó này. Hàng hiếm khó tìm, có duyên mới gặp. Đó, riêng những cái cặp như này là các bạn em phải có duyên lắm mới gặp được và mới mua được, vì những cái này có phát là người ta mua ngay. Đó. Đây em đặt bên trong cho các bác xem nha. Đấy, nhìn cái chữ logo bow lên đỏ này. Đây là vết bẩn nha. Em sẽ dùng dung dịch em tẩy đi này hết này. Hàng hiếm khó gặp. Đây, bên trong của nó đây ạ. E căng của nó đây, xịn luôn. Như các bác mà xem lại video của em thì cách đây khoảng tầm 5 năm trước em cũng có một cặp như thế này. Và đây thì em bán đi rồi. Đấy, sau khi bán đi thì em tiếc em muốn mua lại, nhưng mà em hỏi lại người ta thì người ta không bán lại nữa. Thì rất may mắn là đến hơn 5 năm sau mình lại gặp lại một đôi. Đây ạ. Gân xanh bộ đội. Đấy.
chép bọc màu xanh luôn các bác nhá. Đấy, chép đằng trước là xanh, đằng sau cũng xanh. Đó. Mỗi tội cái thùng thì nó hơi bẩn thôi, nhưng mà không sao. Em sẽ làm cho nó đẹp trở lại như hoa hậu. Và em cũng sẽ test cặp loa này lên để cho các bác cùng lắng nghe và thưởng thức. Một chiếc. Đây là chiếc thứ hai ạ. Đó. Chiếc này cũng vậy. Nhìn cái gân là đã mê rồi đúng không ạ? Hàng rất là đẹp. Chất lượng. Nguyên bụi bặm vừa khui thùng. Chưa vệ sinh. Đấy. Nhìn cái chép của nó xanh này. Này em vẫn chưa để sau làm sẽ làm một video mở thùng cho xem nó có khác gì so với cả AV kia không. Đó. Thì tình trạng nó như nhau, nó bẩn. Vì là cái vỏ nó màu trắng mà người ta dùng người ta không giữ gì. Nên nó bẩn như này. Nhưng mà được cái là rất may là cái căng này thì nó lại không bị thủng ở đâu cả là may rồi. Nó bẩn thì mình có thể giặt sạch và cái này mình có thể dọn dẹp thì nó cũng thể bóng đẹp trở lại được. Đó. Và quan trọng nhất là cái chất âm của nó không thay đổi. Nó ok, các tuyến loa là vẫn đẹp, gần không bị mục, còn mới đó nhá. Gần rất mới, gần này dùng 10 năm nữa không ảnh hưởng gì. Đấy, và chép thì vẫn còn căng tròn, bóng lọng. Vâng, và em cũng xin được kết thúc video của mình tại đây. Sau khi có thời gian thì em sẽ đấu ghép các cái sản phẩm này lên cùng các bác thẩm âm và thưởng thức. Em sẽ xin được chào tạm biệt các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.